Trong văn hóa tín ngưỡng phương Đông, mặt trăng có lẽ là hình ảnh quen thuộc đối với mỗi cá nhân. Mỗi con người kể từ khi lọt lòng đều biết đến mặt trăng qua lời hát ru của mẹ, qua những câu chuyện cổ tích của bà. Từ xa xưa, mặt trăng đã hiện diện trong đời sống nhân loại. Người ta dựa vào chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất để tạo ra bộ lịch riêng, đó là âm lịch. Những ngày trăng tròn thường là những ngày quan trọng trong một tháng, theo tín ngưỡng của người châu Á. Bạn chắc sẽ chẳng xa lạ gì với những bài thơ có hình ảnh mặt trăng khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường. Tưởng chừng chỉ là một trong những biểu tượng của hình ảnh lãng mạn thường xuất hiện trong thơ ca. Nhưng ít ai biết rằng, mặt trăng còn gắn với nhiều câu chuyện kỳ bí chẳng thể nào giải thích nổi trong văn hóa phương Tây. Ngoài ra, những cấu trúc kỳ lạ trên mặt trăng đã không ít lần xuất hiện trên những ấn phẩm truyền thông nổi tiếng. Nhưng lạ thay, ngay sau đó, những thông tin đột ngột biến mất khỏi những phương tiện thông tin đại chúng. Những bức ảnh bằng chứng bị cắt khỏi các bài báo. Có những video kỳ lạ về sóng mặt trăng xuất hiện trong những năm gần đây. Nếu bạn đã từng xem những video này, tin chắc rằng bạn cũng giống chúng tôi, có cảm giác rằng mặt trăng giống như một hình chiếu ảo, chứ chẳng phải là một thực thể thực sự tồn tại. Chỉ cần một thao tác click chuột trên YouTube, bạn hoàn toàn có thể theo dõi hàng loạt video về những ánh sáng kỳ lạ hay các vật thể bay không xác định cất hạ cánh trên mặt trăng. Nhưng đến nay, nó vẫn đang là những vật thể bay không xác định. Liệu khoa học có giải đáp được những hiện tượng kỳ lạ này hay không? Tại sao những bằng chứng hiện rõ mồn một như vậy lại bị lờ đi, thậm chí là bác bỏ không thương tiếc? Ẩn sau ánh sáng dịu dàng trên bầu trời ta vẫn thấy hàng đêm, phải chăng còn ẩn chứa vô vàn những bí ẩn khủng khiếp khác? Mặt trăng có thực sự là một vệ tinh nhân tạo hay không? Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng mặt trăng được hình thành do kết quả của một vụ va chạm được gọi là vụ va chạm lớn Big Wack. Để dễ hiểu, bạn hãy tưởng tượng đó là vụ va chạm tạo ra từ một vật thể khổng lồ có kích thước bằng sao hỏa và vào trái đất từ 4,6 tỷ năm trước. Sau khi mặt trời và hệ mặt trời được sinh ra, một đám mây đã bốc hơi bị đẩy ra ngoài đi vào quỹ đạo xung quanh trái đất. Đám mây được làm mát và ngưng tụ thành một vành đai nhỏ, rắn, sau đó hợp lại với nhau tạo thành mặt trăng. Có vẻ theo những gì giới khoa học công bố, mặt trăng chẳng khác gì những hành tinh trong hệ mặt trời được tạo thành từ những vụ va chạm. Nhưng nếu bạn theo dõi những nghiên cứu liên quan đến mặt trăng, bạn sẽ thực sự phải ngạc nhiên đấy. Những tài liệu về vệ tinh mang tên mặt trăng không chỉ mới được quan tâm từ thời kỳ hiện đại, mà từ xa xưa, kể từ thời cổ đại, những tài liệu tham khảo đó đã xuất hiện. Tính đối xứng hoàn hảo của nó hay những lời tường thuật của các phi hành gia dường như đều dẫn đến một kết luận hợp lý rằng mặt trăng thực chất có cấu trúc rỗng và nó chỉ là một vệ tinh nhân tạo được cố ý đặt vào quỹ đạo của trái đất mà thôi. Có giả thuyết cho rằng vài nghìn năm trước đây, khi sự sống nhân loại hình thành được ít lâu, những kỹ sư tài giỏi đã hoàn thành công trình này với ý định thay đổi nhịp sinh học của trái đất, đồng thời kiểm soát hoạt động của những cư dân đang sinh sống ở đây. Đó liệu có phải chỉ là những lời đồn vô căn cứ hay không? Mặt trăng dường như chỉ là một cảnh vật tự nhiên như bao cảnh vật khác trên hành tinh của chúng ta. Nhưng nếu thực sự dành thời gian để quan sát kỹ càng về thực thể này, chúng ta chắc hẳn sẽ thấy điều mà nhà nghiên cứu của NASA Robin Brett đã thấy. Ông từng nói rằng sẽ dễ để giải thích về sự không tồn tại của mặt trăng hơn là việc giải thích về sự tồn tại của nó. Tại sao lại như vậy? Ngay cả giới nghiên cứu cũng chẳng thể giải thích được tại sao mặt trăng lại có tuổi đời lâu hơn trái đất mà chúng ta đang sống. Khoảng thời gian mặt trăng tồn tại thậm chí còn lâu hơn trái đất mấy triệu năm. Nếu mặt trăng có mối tương quan về tỷ lệ với hành tinh mà nó quay quanh giống như những hành tinh khác, thì bề ngang của nó sẽ chỉ khoảng 30 dặm. Nhưng sự thật là nó không chỉ gấp đôi hay gấp ba, mà lớn hơn bề ngang được dự đoán đến 72 lần. Bề ngang của mặt trăng là khoảng 2.160 dặm và không có bất cứ một hành tinh vệ tinh nào trong vũ trụ này có kích thước bằng 1/4 hành tinh mà chúng xoay quanh. Thêm vào đó,
những miệng núi lửa trên mặt trăng cũng là thứ các nhà khoa học luôn tò mò. Đường kính khác nhau của các miệng hố cho thấy các tác động có kích thước và lực khác biệt. Sự khác nhau về đường kính miệng hố lẽ ra phải dẫn đến sự chênh lệch về độ sâu. Nhưng lạ thay, những chiếc hố trên mặt trăng đều có độ sâu tương đương nhau. Khi các phi hành gia cố gắng khoan vào những miệng núi lửa trên mặt trăng, họ hầu như chẳng thể xuyên qua bề mặt của nó. Họ cũng phát hiện ra những kim loại đã qua xử lý như đồng thau, mica và titan nguyên chất. Những nguyên tố này đều không phải là tự nhiên, mà nó được tạo ra để sử dụng cho các thiết kế kiến trúc. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở đây là khi bạn kiểm tra mối quan hệ hình học và toán học giữa mặt trời, mặt trăng và trái đất, bạn sẽ thấy chúng chính xác đến mức đáng kinh ngạc, bất chấp mọi tỷ lệ ngẫu nhiên. Và chúng ta vẫn chưa tìm thấy mối liên quan nào giống như vậy ở trong vũ trụ này. Mặt trăng có kích thước hoàn hảo, nằm giữa trái đất và mặt trời khi nhật thực xảy ra. Bởi mặt trăng nhỏ hơn mặt trời 400 lần, nhưng lại gần trái đất hơn đúng con số này. Mặt trời có đường kính gấp 109 lần trái đất, còn đường kính của trái đất lớn gấp gần 4 lần mặt trăng. Như vậy có nghĩa là về thể tích, có thể đạt được gần 50 mặt trăng vào trong trái đất và hơn 1 triệu trái đất vào trong lòng mặt trời. Nhưng tất cả điều đó chỉ là sự khởi đầu. Có những sự trùng hợp ngẫu nhiên xoay quanh con số 366. Trái đất quay quanh mặt trời 366 vòng mỗi năm, trong khi mặt trăng quay quanh trái đất 366 vòng trong 10.000 ngày. Một trong những điều kỳ lạ hơn về mặt trăng mà có lẽ chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến, đó là khóa thủy triều. Thành thật mà nói, định nghĩa khoa học làm cho nó nghe rất tự nhiên. Khóa thủy triều chỉ được hiểu đơn giản là vòng quay của mặt trăng khớp chính xác với quỹ đạo của nó. Nói tóm lại, điều này có nghĩa là trái với tất cả những quy luật tự nhiên, một mặt của mặt trăng luôn hướng về trái đất. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được mặt sau của nó. Vì vậy, dù nó không hề tối, nhưng vẫn thường được biết đến với tên gọi mặt tối của mặt trăng. Đó chính là phần mà chúng ta chẳng bao giờ quan sát được từ bề mặt trái đất. Vũ trụ tuy còn vô vàn bí ẩn chẳng thể giải mã, nhưng có một điều chắc chắn rằng hầu như tất cả mọi thứ trên hệ mặt trời đều quay, kể cả trái đất. Vòng quay của hành tinh mà chúng ta đang sống đã ném mặt trăng vào một vòng quay ngược chiều dữ dội. Và có lẽ chính điều này đã khiến mặt trăng chẳng khác nào một con mắt đang quan sát trái đất từ trên cao. Và con mắt mang tên mặt trăng này có vẻ chẳng bao giờ dừng công việc giám sát hành tinh mà chúng bị ràng buộc. Tất cả các nhà thiên văn học đều biết rằng có 1.000 tỷ khả năng cho khoảnh khắc mặt trăng của mỗi hành tinh xuất hiện với kích thước tương đương với mặt trời xảy ra. Hiện tượng đó vẫn thường được chúng ta gọi là nhật thực. Nếu được quan sát nhật thực toàn phần từ không gian, bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh này. Nhìn vào đó, bạn thấy điều gì? Chẳng khác nào một con mắt của con người, đúng không nào? Có một thực tế rằng, các hành tinh vệ tinh tự nhiên quay quanh các hành tinh của chúng theo đường xích đạo. Vậy tại sao mặt trăng lại quay quanh trái đất của chúng ta theo hướng 5 độ? Khoảng cách chính xác, độ cao, đường đi hình elip của mặt trăng cho phép nó điều chỉnh các hoạt động sống trên trái đất. Bằng cách nào ư? Bằng cách nó tạo ra dòng chảy thủy triều vào các mùa trong năm. Tất cả chúng liệu có tạo ra lợi ích cho trái đất hay không? Theo các định luật vật lý, lẽ ra vị trí của mặt trăng chẳng phải là như vậy. Bạn có biết rằng nếu không có mặt trăng thì trái đất sẽ như thế nào hay không? Hay chúng ta vẫn chỉ biết đến nó như một ánh sáng dịu nhẹ mọc lên từ phía chân trời mỗi đêm? Nếu thực sự mặt trăng không tồn tại, quỹ đạo của trái đất cũng sẽ thay đổi. Hành tinh mà chúng ta đang sống khi đó sẽ có một lực hấp dẫn không ổn định. Trái đất sẽ chao đảo, xoay vòng chẳng theo một quy luật nào cả. Mặt trăng chẳng khác nào một bất thường ngẫu nhiên mang lại may mắn cho nhân loại. Tại sao lại nói như vậy? Nguyên nhân là bởi vì thủy triều trên trái đất vốn dĩ chủ yếu bị gây ra là do mặt trăng và một phần dưới tác động của mặt trời. Vậy thủy triều được tạo ra bằng cách nào? Lực hấp dẫn của mặt trăng tỏa rộng trên khắp các đại dương của trái đất. Lúc thủy triều lên cao, mặt trăng sẽ thẳng hàng với trái đất đang quay bên dưới. Thủy triều lên cao xảy ra ở mặt đối diện của hành tinh bởi lực hấp dẫn kéo trái đất về phía mặt trăng hơn là kéo về phía nước. Vào ngày trăng tròn và trăng non, mặt trời, trái đất và mặt trăng nằm thẳng hàng nhau, tạo ra thủy triều cao hơn so với thủy triều bình thường.
khi mặt trăng thuộc phần tư đầu tiên hoặc phần tư cuối cùng sẽ nhỏ hơn so với lúc thủy triều hình thành. Quỹ đạo 29,5 ngày của mặt trăng quay quanh trái đất, không phải theo vòng tròn. Khi mặt trăng nằm gần nhất về trái đất, thậm chí kỳ sóc vọng còn lên cao hơn và chúng còn được gọi là kỳ sóc vọng cận điểm. Tất cả sự kéo giật mạnh này là một hiệu ứng thú vị, là hành tinh của chúng ta bị chậm khoảng 1,5 phần nghìn giây mỗi thế kỷ. Tất cả những hiệu ứng đó vẫn được con người xem là bình thường và tự nhiên, cho đến khi có giả thuyết cho rằng mặt trăng là một vệ tinh nhân tạo được người ngoài hành tinh tạo ra. Nghe có vẻ thật hoang đường, nhưng nếu mặt trăng được đặt vào chỗ mà nó đang đứng thì sao? Để trả lời cho câu hỏi này, trước hết chúng ta cần hiểu về lịch sử của chính mình. Và người xưa có lẽ đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho chúng ta rồi. Mặc dù có thể chúng ta không hề được học về điều này trong sách vở hay trên giảng đường, nhưng có vô số tài liệu ở các nền văn hóa khác nhau nhắc đến cái được gọi là thời gian trước mặt trăng. Mặt trăng không phải vẫn luôn tồn tại trên bầu trời hay sao? Danh sách về những người viết về điều này trước hết phải nhắc đến những nhà triết học hay sử gia nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại, bao gồm cả Aristotle hay Plutarch. Thậm chí còn có tài liệu lịch sử nhắc về giai đoạn không có mặt trăng tồn tại. Thật kỳ lạ, chẳng phải bị mây hay các hiện tượng thời tiết xấu che mất, chúng không hề tồn tại theo như lời khẳng định của một số nhà khoa học cổ đại. Trước trận đại hồng thủy hủy diệt thế giới được nhắc đến qua những truyền thuyết hay câu chuyện miệng. Proxenlenes là thuật ngữ để chỉ những người dân trước thời kỳ mặt trăng. Truyền thuyết Colombia kể rằng, vào thời điểm xa xưa nhất của lục địa này, khi mặt trăng chưa xuất hiện trên bầu trời, đã có con người tồn tại. Khi mô tả lịch sử của vùng Arcadia của Hy Lạp, Aristotle viết rằng người Pelasgians, những cư dân tiền nhiệm của người Hy Lạp cổ đại, đã sống ở khu vực này từ thời rất xa xưa, vào thời điểm mặt trăng không tồn tại. Apollonios từ Rhodes đã đề cập đến điều tương tự. Anh ấy nói về thời kỳ mà không phải tất cả các thiên thể đều tồn tại trên bầu trời, và mặt trăng là một trong những thiên thể đó. Khi đó trên trái đất của chúng ta, chỉ có người Pelasgians sống trên vùng núi Arcadia ở Hy Lạp. Những cư dân của Arcadia, nơi còn được gọi là Proxenlenes, có nghĩa là những người trước mặt trăng trong tiếng Hy Lạp. Bằng chứng cũng đã được tìm thấy ở những nơi khác trên thế giới. Ở Bolivia, các biểu tượng trên bức tường của sân Calasasaya được xây dựng vào năm 13.000 trước Công Nguyên đã cung cấp bằng chứng cho thấy mặt trăng đã đi vào quỹ đạo quanh trái đất vào một thời điểm cụ thể rất lâu trước đây. Những người dân da đỏ sống ở vùng cao nguyên Bogota, phía đông Cordilleras của Colombia cũng có nhiều câu chuyện truyền miệng đề cập đến thời điểm trước mặt trăng. Hay theo truyền thuyết của người Zulu, một bộ lạc sống ở châu Phi, mặt trăng rỗng và là nơi cư trú của chủng tộc Hitauri. Truyền thuyết kể rằng mặt trăng đã được đưa đến đây hàng trăm thế hệ trước bởi hai anh em Wawen và Mpanku. Họ mặc dù có dáng vóc của một con người nhưng đều sống dưới nước và có lớp da như vảy cá. Wawen và Mpanku đã đánh cắp mặt trăng dưới dạng một quả trứng từ dòng lửa lớn và đặt nó vào quỹ đạo của trái đất. Sau khi sử dụng hết lòng đỏ của trứng rỗng, mặt trăng chỉ còn lại lớp vỏ rỗng. Sau đó họ cuộn mặt trăng trên bầu trời xuống trái đất, gây ra những trận đại hồng thủy trên hành tinh này, chấm dứt quỷ nguyên vàng trong quá khứ. Những truyền thuyết tưởng chừng hoang đường này liệu có trùng khớp với sự hiểu biết của con người về lịch sử hay không? Khi dân số của hành tinh này đạt đến một giới hạn nhất định, trái đất sẽ được cài nút khởi động lại bằng một trận đại hồng thủy. Khi đó, tất cả các chủng tộc sống trên hành tinh này đã trở thành một nhóm người được các nhà khoa học ngày nay gọi là Mitochondrial EV. Vào khoảng 150 cho đến 200.000 năm trước, trái đất cổ đại có thể đã trải qua những cơn đại hồng thủy khủng khiếp như vậy. Nguyên nhân của điều này phải chăng là do lúc đó trái đất chưa có mặt trăng xoay quanh hay không? Liệu điều này có giải thích được tại sao rất nhiều nền văn hóa không hề có bất cứ mối liên hệ nào với nhau lại cùng nhắc đến những người bạn bên ngoài vũ trụ của chúng ta? Những câu chuyện về thời kỳ không có mặt trăng được ghi chép trong tài liệu xưa cũ dường như quá vô lý, bởi theo tính toán, mặt trăng còn hơn tuổi của trái đất. Vậy các nhà khoa học đã tính toán nhầm lẫn, hay vốn dĩ những điều chúng ta biết không phải là sự thật? Ý tưởng mặt trăng được đưa đến đây
chứ không phải là một vệ tinh tự nhiên đã tồn tại từ rất lâu trước đây. Chúng tôi chỉ không hiểu tại sao điều đó lại có thể xảy ra. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, nếu những thứ không tưởng lại hoàn toàn có thật thì sao? Nếu mặt trăng mà chúng ta vẫn nghĩ là một vật thể tự nhiên, thực chất là được những chủng tộc bí ẩn mang đến đây bằng một phương pháp nào đó, thì điều gì sẽ xảy ra? Liệu vai trò của mặt trăng có đơn thuần chỉ là để điều chỉnh nhịp sống trên trái đất, tạo ra thủy triều và các mùa trong năm hay không? Liệu nó có mối liên quan gì với những chủng tộc hình người bên ngoài trái đất? Câu trả lời phải chăng có thể được tìm thấy trong những tác phẩm cổ đại về lịch sử không? Giống như những tấm bia của người Sumer, những con người đã tạo ra một nền văn minh cổ đại đến ngay cả những người hiện đại cũng phải khiếp sợ, đã cho thấy sự xuất hiện của những người ngoài hành tinh. Theo họ, đó là một giống loài cao cấp làm biến đổi gen của con người để biến chúng ta thành những nô lệ phục vụ cho chúng ngay trên hành tinh này. Theo Inquisis, dấu hiệu đầu tiên phải chú ý đến là khối lượng mặt trăng. Hầu hết các thiên thể có khối lượng tập trung ở hạt nhân trung tâm, nhưng khối lượng của mặt trăng theo tính toán thì lại hoàn toàn tập trung bên ngoài lớp vỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc phần nhân bên trong của nó hoàn toàn rỗng. Chúng ta vẫn biết rằng đường kính của mặt trăng bằng khoảng 1/4 đường kính của trái đất, nhưng làm sao khối lượng của nó lại nhỏ như vậy? Nếu đặt lên bàn cân so sánh, khối lượng của mặt trăng chỉ bằng 1/200 khối lượng của hành tinh mà chúng ta đang sống. Lẽ ra, sự chênh lệch chẳng thể nào lớn như thế. Điều này đã khiến các nhà khoa học vô cùng bối rối trong suốt thời gian dài. Thêm vào đó, thành phần vật lý và hóa học phát hiện trên bề mặt mặt trăng cũng củng cố giả thuyết cho rằng đây là một cấu trúc nhân tạo. Bề mặt mặt trăng dày bất thường là điều mà các nhà khoa học tranh luận trong nhiều thập kỷ. Theo những người ủng hộ thuyết âm mưu, các nhà khoa học không thể lý giải vì sao các nguyên tố vốn không được tìm thấy trong tự nhiên lại xuất hiện trên mặt trăng. Đá trên mặt trăng chứa một lượng lớn các kim loại vốn không được biết đến ở môi trường tự nhiên mà không có sự can thiệp của con người. Titanium chất lượng cao vốn được sử dụng để chế tạo vệ tinh không gian và tàu ngầm được tìm thấy với số lượng lớn trên mặt trăng. Quá trình phân tích các mẫu thu được từ mặt trăng cũng tiết lộ sự xuất hiện của uranium nồng độ cao, bao gồm một lượng nhỏ chất phóng xạ được sử dụng để sản xuất plutonium trong quy mô lớn. Sau nhiều năm nghiên cứu, đến năm 1970, hai nhà khoa học Nga Vasin và Shcherbakov đã đăng một bài báo trên tạp chí Sputnik với tựa đề "Có phải mặt trăng là sản phẩm của trí tuệ thông minh bên ngoài trái đất tạo ra?" Theo đó, bài báo này đưa ra giả thuyết rằng mặt trăng là một vệ tinh nhân tạo của trái đất. Nó được đưa vào quỹ đạo của trái đất bởi những sinh vật vô cùng thông minh mà chúng ta chẳng hề hay biết. Dựa trên logic tuyệt đối, kích thước và hướng quay hoàn hảo như thể được tính toán sẵn, hai nhà khoa học tin rằng mặt trăng đã được đặt vào quỹ đạo của trái đất từ rất lâu. Điều này chẳng khác nào tình tiết trong các bộ phim viễn tưởng được công chiếu mà chúng ta đã xem. Nhưng hai nhà khoa học người Nga chẳng hề đơn độc. Điều tưởng chừng như phi lý này lại được không ít người đồng tình. Vào năm 2006, sau nhiều năm miệt mài tìm tòi và khám phá, hai người Anh là Clyde và Butler đã công bố những nghiên cứu của mình trong cuốn sách có tựa đề "Ai đã xây dựng mặt trăng?". Họ đã chỉ ra rằng hình học có tỷ lệ hoàn hảo tuyệt đối và trình tự các số nguyên cho mọi khía cạnh của mặt trăng là độc nhất vô nhị, biến nó trở thành vật thể chẳng thể nào sao chép nổi trong hệ mặt trời của chúng ta. Trong cuốn sách, họ cũng đặt ra vấn đề khối lượng siêu nhẹ, quá chênh lệch nếu so với kích thước của mặt trăng. Từ đó, hai nhà khoa học đưa ra kết luận rằng nếu sự sống hoàn hảo chỉ phát triển trên trái đất vì mặt trăng chính xác như nó vốn có, và nó ở đâu, thì điều mà chúng ta vẫn hằng tin rằng mặt trăng là một vật thể tự nhiên là điều hoàn toàn phi lý. Họ nói rằng khả năng cao hơn là mặt trăng đã được đưa vào quỹ đạo của chúng ta và nó là một hành tinh rỗng. Rõ ràng, có những điều ngay cả các bằng chứng khoa học cũng không đủ để giải thích sự thật một cách trọn vẹn. Vào tháng 11 năm 1969, phi hành đoàn Apollo 12 đã gửi mô đun của họ đâm xuống mặt trăng, tạo nên một cơn địa chấn nhân tạo ở xung quanh bán kính 40 dặm. Thiết bị siêu nhạy bé này đã ghi lại vụ tai nạn khá tỉ mỉ. Nó đã giúp con người phát hiện ra rằng mặt trăng đã rung như một chiếc chuông trong gần 40 phút và mất khoảng 9 phút để các đợt rung đạt đến đỉnh điểm. Mặt trăng chẳng khác nào một cấu trúc giảm chấn động thủy lực. Phát hiện này tuyệt vời đến mức NASA đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thiết bị cho đợt thử nghiệm tiếp theo. Lần này họ muốn sử dụng một tên lửa nặng hơn,
và mô đun nặng tương đương 11 tấn thuốc nổ TNT của Apollo 13 đã thực hiện nhiệm vụ của mình. Các nhà nghiên cứu của NASA đã cho đặt thiết bị đo địa chấn cách nơi xảy ra vụ va chạm tới hơn 100 dặm. Nhưng lần này mặt trăng vang lên như tiếng chiêng và vang vọng suốt 3 giờ đồng hồ. Các nhà địa lý nói, trái đất chỉ phản ứng lại với chấn động trong một vài phút, ngay cả trong các trận động đất lớn. Vì vậy, kết quả của hai cuộc thử nghiệm đều vượt ra ngoài tưởng tượng của nhân loại lúc bấy giờ. Không ít người bắt đầu nghi ngờ về những nhận thức của chính mình từ trước đến nay về mặt trăng. Theo các nhà khoa học, mặt trăng như một cấu trúc không gian được thiết kế đặc biệt để chịu được va chạm trước các tiểu hành tinh và sao chổi. Thiết kế như vậy ổn định đến mức không một vụ va chạm thiên thạch nào có thể phá vỡ mặt trăng thành từng mảnh. Khi bạn xem xét hình dạng hoàn hảo của mặt trăng và vị trí của nó cùng với những mặt hồ nông, các âm thanh vang vọng, quỹ đạo bị khóa, bạn sẽ hiểu rằng còn nhiều câu chuyện về mặt trăng hơn so với tầm hiểu biết của chúng ta. Bên dưới bề mặt mặt trăng có lẽ còn ẩn chứa nhiều điều kinh khủng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Những hình ảnh do các phi hành giả vũ trụ chụp được vào ngày 23 tháng 11 năm 1966 cho biết rằng có nhiều hơn 6 cấu trúc như những ngọn tháp cao ở trên mặt trăng. Những hình ảnh này đã được thông cáo trên những trang báo nổi tiếng của Mỹ như Washington Post hay LA Times với tuyên bố của một nhà khoa học rằng chúng quá hoàn hảo để trở nên tự nhiên. Qua quá trình nghiên cứu, kỹ sư vũ trụ Liên Xô Alexander Abramov cho biết các ngọn tháp này được sắp xếp giống hệ như đỉnh của các kim tự tháp Ai Cập cổ đại và chúng đổ bóng với bốn góc hoàn hảo 90 độ vào khu vực những miệng hồ nông. Và các bạn có nhớ gì không? Có không ít người cho rằng những kim tự tháp khổng lồ là sản phẩm của những trí tuệ vượt trội bên ngoài trái đất. Liệu có sự trùng hợp nào ở đây hay không? Và nếu không phải là sự trùng hợp, thì kim tự tháp và mặt trăng, tất cả những chuyện này có mối liên hệ như thế nào? Tại NASA, tiến sĩ Frank Elbaz cũng đã khẳng định chúng không thể là vật thể tự nhiên. Chúng cao hơn bất cứ tòa nhà nào trên hành tinh mà chúng ta đang sống. Nhưng mọi dữ kiện đến đó dường như đứt gãy. NASA đã từ chối điều tra thêm và cho rằng nó chỉ là một trò lừa bịp của ánh sáng và bóng tối. Do vậy, những chủ đề liên quan đến mặt trăng đã nhanh chóng bị loại khỏi các phương tiện truyền thông. Nhưng công cuộc nghiên cứu vẫn không hề bị quên lãng. Nhiều năm sau, một số bức ảnh của Apollo 17 đã cho thấy những cấu trúc vuông góc rõ ràng này một lần nữa. Bạn có thể nhận thấy rằng những bức ảnh về mặt trăng vốn không hề rõ ràng. Kể cả những bức ảnh thời hiện đại, trông cũng như được chụp từ năm 1912. Trên thực tế, có vẻ như những bức ảnh được chụp từ sao Hỏa xa xôi còn rõ ràng hơn nhiều so với các bức ảnh về mặt trăng. Ít nhất là đến năm 1994, nhiếp ảnh gia Jose Escamilla đã tô màu cho những bức ảnh chụp mặt trăng từ quỹ đạo cách nó 100 dặm. Hiệu ứng màu sắc đã làm những cấu trúc dị thường hiện lên rõ rệt hơn so với khi quan sát bằng hai màu đen trắng. Nếu thực sự các cấu trúc trên mặt trăng là có thật, chứ không phải là ảo ảnh do ánh sáng và bóng tối tạo thành, thì rốt cuộc, ai đã tạo ra chúng? Trước lần hạ cánh đầu tiên lên mặt trăng, tàu Apollo 10 đã bay vòng ra mặt sau của mặt trăng, nơi chẳng thể quan sát được từ bề mặt trái đất. Và những ghi chép của họ đã khiến cho các nhà khoa học phải kinh ngạc thêm một lần nữa. Apollo 10 đã cho chúng ta nghe thấy những âm thanh kỳ lạ chưa bao giờ được nghe thấy trước đây bên ngoài vũ trụ. Những âm thanh đó được ví như âm thanh của những radio điện tử được Cassini ghi lại từ bên trong các vành đai của sao thổ. Bạn có thể tưởng tượng, nó khá giống với âm thanh bạn nghe được khi một máy bay cất và hạ cánh. NASA đã loại bỏ tiếng ồn do sóng vô tuyến tương tác với từ trường của mặt trăng. Nhưng mặt trăng vốn dĩ không có từ trường như những hành tinh khác. Vậy điều gì đã tạo nên những tiếng ồn này? Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất và là vệ tinh tự nhiên lớn thứ 5 trong hệ mặt trời. Tuy những câu chuyện về mặt trăng đã tồn tại từ rất lâu trong những thư tịch cổ và những truyền thuyết truyền miệng, nhưng nó vẫn chỉ là thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt trên bầu trời đêm trong mắt con người mà thôi. Mãi cho đến khi khoa học kỹ thuật của nhân loại có những bước đột phá, con người mới có thể dần dần bóc mở từng lớp sự thật về vệ tinh này.
Từ những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ 20, con người đã bắt đầu công cuộc khám phá các bí mật của mặt trăng. Đầu những năm 60, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA bắt đầu thực hiện mục tiêu đưa một người lên mặt trăng an toàn và đưa phi hành gia này trở lại mặt đất bình yên. Vào thời kỳ đó, mục tiêu mà NASA đưa ra là điều mà công chúng Mỹ cũng như toàn thế giới chưa hề nghĩ đến. Công cuộc khám phá mặt trăng đã tiêu tốn rất nhiều chất xám, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của những phi hành gia. Bất chấp những cuộc thử nghiệm thất bại khiến các phi hành gia thiệt mạng, NASA vẫn tiếp tục những nỗ lực của mình. Vào ngày 16 tháng 7 năm 1969, con tàu Apollo 11 với 3 phi hành gia là Neil Armstrong, Michael Collins và Buzz Aldrin rời bệ phóng tại trung tâm vũ trụ Kennedy để bay vào quỹ đạo mặt trăng. Cuối cùng, đến ngày 20 tháng 7 năm 1969, chuyến bay có người lái đầu tiên trên thế giới đã đổ bộ thành công lên bề mặt mặt trăng. Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành những phi hành gia đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Mong ước chinh phục mặt trăng của loài người đã trở thành hiện thực. Sự kiện Apollo 11 đổ bộ thành công ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả thế giới. Có khoảng 600 triệu người đã theo dõi sự kiện này qua truyền hình. Đó là chương trình truyền hình có số lượng khán giả lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Điều đó cũng đủ chứng minh con người luôn muốn khám phá những bí ẩn của vũ trụ này. Ngay khi bước chân từ phi thuyền xuống mặt trăng, Neil Armstrong đã nói rằng đây là bước chân nhỏ bé của một con người, nhưng là một bước tiến khổng lồ của nhân loại. Trong cuộc đổ bộ này, hai nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong và Buzz Aldrin, ngoài việc cắm thành công quốc kỳ Mỹ lên mặt trăng, họ cũng đã thu thập được các mẫu đất và loại khoáng chất amancolit. Trong một số nghiên cứu sau này, các nhà khoa học Mỹ phát hiện thấy tỷ lệ đồng vị oxy trên mặt trăng giống hệt như dưới mặt đất, và loại khoáng chất amancolit cũng có tại nhiều nơi trên trái đất. Đúng như lời Armstrong, sự kiện này quả là một bước tiến khổng lồ của nhân loại. Con tàu vũ trụ Apollo đầu tiên hạ cánh lên mặt trăng là một trong những sự kiện chiến thắng nhất của nhân loại trong công cuộc khám phá những bí ẩn của vũ trụ. Kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người chính thức bắt đầu. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off. Nhưng khi những điều cấu trúc kỳ lạ được phát hiện, NASA đã bắt đầu chuẩn bị cho các phi hành gia vì lo sợ rằng họ sẽ bắt gặp một thứ gì đó bí ẩn hoặc một ai đó, một vật thể sống chẳng phải con người. Trong chuyến đi đó, có 2 phút video và radio đều im lặng. Liệu có phải cả máy quay lẫn radio đều đồng thời hỏng cùng một lúc hay không? Tất nhiên là không thể, vì đó là thiết bị tiên tiến bậc nhất mà con người sở hữu vào thời điểm đó. Chúng đã tạo ra những bản ghi âm đáng tin cậy. Nhiều năm sau, khi con người đặt chân lên mặt trăng, không ít những người thân thích của cả Armstrong lẫn Aldrin đều nói rằng thực sự đã có điều gì đó xảy ra trong 2 phút ngắn ngủi đó. Khi rời khỏi module, Armstrong đã cố tình chuyển đường dây liên lạc của mình sang đường dây cứu thương và nói rằng: "Thưa ngài, có những con tàu vũ trụ khác đang ở đây. Chúng xếp hàng ở phía bên kia miệng núi lửa. Những con tàu đó thực sự rất lớn và chúng đang theo dõi chúng ta. Nếu không tiết lộ đầy đủ những thông tin mật thì chẳng ai trả lời được câu hỏi rằng tại sao các phi hành gia quay trở lại trái đất với tâm trạng kỳ lạ như vậy. Chẳng có bất cứ biểu hiện phấn khích hay hào hứng nào vốn dĩ phải có ở những người lần đầu tiên bay ra khỏi trái đất và chạm vào bề mặt của mặt trăng. Rõ ràng đã có điều gì đó không có xảy ra. Khi những phi hành gia được phỏng vấn riêng, bạn sẽ không khó để phát hiện biểu cảm trên gương mặt họ, ngay cả khi bạn chẳng phải là một chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể. Có điều gì đó thực sự không ổn đã xảy ra." Neil Armstrong đã nói rằng nó thực sự là khởi đầu cho một thời đại mới trong sự ngập ngừng. Có lẽ một trong những điểm gây tò mò nhất đối với nhân loại đến thời điểm này chính là bài phát biểu của Armstrong đưa ra 25 năm sau khi ông đặt chân lên mặt trăng. Theo ông, có những ý tưởng tuyệt vời vẫn đang chờ được khám phá. Bước đột phá là phần thưởng dành cho những ai có khả năng lột trần từng lớp vỏ bên ngoài sự thật. Có những nơi vượt ra ngoài niềm tin của con người. Khoan, dừng lại một chút.
Lớp vỏ bảo vệ sự thật mà Armstrong nhắc đến là gì? Điều gì hay ai đang ngăn cản chúng ta tiến tới sự thật? Nếu mặt trăng không phải là một khối rắn như hầu hết tất cả những hành tinh khác trong hệ mặt trời, mà là một vệ tinh nhân tạo rỗng với các cấu trúc đặc biệt, thì chắc chắn rằng đang tồn tại một sự sống khác với trái đất ở đâu đó trong vũ trụ này. Và dĩ nhiên chẳng ai chắc chắn được điều này. Chỉ có những phi hành gia, những người có cơ hội tới gần đến mặt trăng thì mới có thể tiếp cận gần với sự thật mà thôi. Và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ngay từ đầu họ đã nhắc đến những sự thật này. Điều đáng quan tâm nằm ở chỗ, tại sao họ lại có xu hướng che giấu những điều mà mình biết trước công chúng suốt nhiều năm qua? Chỉ có một vài người sẵn sàng tiết lộ nhiều điều mà họ biết. Scott Carpenter, phi hành gia hoạt động trên tàu vũ trụ Mercury Atlas 7 cho biết rằng không có thời điểm nào mà các phi hành gia thực sự ở một mình trong không gian vũ trụ. Luôn có sự giám sát của các UFO xung quanh họ. Ngoài ra, sau nhiều năm thực hiện một cuộc đổ bộ huyền thoại lên mặt trăng, Buzz Aldrin đã sống ẩn dật và chỉ đưa ra một số tuyên bố rằng có một tảng đá nguyên khối trên mặt trăng của sao Hỏa. Khi chúng tôi phát hiện ra nó, chúng tôi đã tự hỏi rằng ai là người đã đặt nó ở đó. Người Mỹ gốc Nhật đầu tiên đặt chân vào không gian, Ellison Onizuka, đã thừa nhận rằng ông đã trông thấy những sinh vật nhỏ nhắn kỳ lạ, trông giống con người, nhưng chắc chắn chúng không có nguồn gốc từ trái đất. Sau đó, nhà du hành vũ trụ thứ 6 đặt chân lên mặt trăng, Edgar Mitchell, đã nói rằng: "Vâng, sự ghé thăm của những sinh vật ngoài hành tinh là hoàn toàn có thật và chúng sẽ được tiếp tục." Vào những năm 1950, nhà vật lý Enrico Fermi đã chỉ ra những mâu thuẫn kỳ lạ về sự sống ngoài hành tinh. Theo ông, nếu tính đến sự rộng lớn bao la của vũ trụ thì khả năng tồn tại của một nền văn minh khác về trái đất là rất cao. Những nền văn minh đó thậm chí còn có trí tuệ vượt trội hơn hẳn chúng ta. Tuy nhiên ông cũng nói rằng có rất ít những bằng chứng có thể chứng minh giả thuyết này, dù là ở trái đất hay ngoài không gian. Nếu xem xét tất cả những thông tin được chia sẻ từ đầu video đến đây, bạn có tin tuyên bố của Enrico hay không? Thực sự là không có chút bằng chứng xác thực về việc mặt trăng là một vệ tinh nhân tạo hay sao? Hay tất cả chứng cứ đều đang bị che đậy mà không được phép công khai một cách rõ ràng? Trên thực tế, tất cả những điều chúng ta đang biết liệu có phải sự thật hay không? Điều gì đã khiến những người thực sự được nhìn thấy sự thật không dám chia sẻ thông tin đó một cách công khai? Carl Sagan đã tuyên bố một điều rất khôn ngoan về bản chất thực tế của con người. Khi những thông tin mới thách thức niềm tin vốn đã ăn sâu trong nhận thức của con người, nó sẽ kích hoạt bộ não nguyên thủy của chúng ta. Cơn thịnh nộ cũng sẽ từ đó mà nảy sinh. Tất cả những điều này dường như đồng nghĩa với việc chúng ta, những sinh vật được gọi là thông minh nhất hành tinh, thực chất chỉ là nô lệ của một giống loài vượt trội khác. Và nếu điều này là sự thật, nó thật khó để chấp nhận. Nếu mặt trăng thực sự là một vệ tinh được đưa vào vũ trụ, chứ không phải là một vật thể tự nhiên, thì chắc chắn rằng một ngày nào đó, các nhà khoa học cũng sẽ tìm ra chúng mà thôi. Vì con người sẽ luôn luôn tìm tòi những điều bí ẩn của vũ trụ bằng khả năng của mình. Còn khoa học kỹ thuật, công cụ giúp con người khám phá vũ trụ, đang không ngừng phát triển từng giờ từng phút. Tất nhiên, những thông tin quan trọng như sự tồn tại của sự sống bên ngoài trái đất sẽ chẳng bao giờ được tiết lộ cho công chúng biết. Bởi vì sao ư? Bởi vì chúng sẽ gây ra một sự hỗn loạn chưa từng thấy trong cuộc sống, hay thậm chí gây ra sự sụp đổ của xã hội. Tuyên bố của Armstrong là bước tiến nhỏ trên mặt trăng. Bước tiến lớn của nhân loại có thể sẽ bị thay thế bằng bước tiến nhỏ trên mặt trăng. Sự lừa dối khổng lồ của nhân loại thì có vẻ sẽ hợp lý hơn. Tất cả điều này có nghĩa là gì? Ký ức cổ xưa về một trái đất có con người sinh sống không có mặt trăng đã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tạo thành truyền thuyết kỳ lạ trong nhiều nền văn minh. Vậy làm thế nào mà mặt trăng đến đó? Nó được hình thành một cách tự nhiên hay được tạo ra bởi một nền văn minh đã mất? Trong một trong những phân cảnh tuyệt vời nhất của lịch sử điện ảnh trong bộ phim khoa học viễn tưởng Matrix phát hành vào năm 1999, nơi nhân vật chính Neo phải lựa chọn giữa một viên thuốc màu xanh tượng trưng cho việc không biết gì hoặc viên thuốc màu đỏ tượng trưng cho việc khám phá một sự thật thật khủng khiếp.
Và dĩ nhiên, như những người bình thường luôn bị trí tò mò thôi thúc, anh ấy đã quyết định lựa chọn viên thuốc màu đỏ. Khi uống nó, nhân vật Neo bị ném tới một thực tế mới vô cùng đáng sợ. Thực chất, nhận thức của Neo đang bị giam cầm trong hình dáng con người. Và một chủng tộc tiên tiến hơn, độc ác hơn là những kẻ đang chi phối, điều hành cuộc sống của trái đất. Bộ phim sau khi ra mắt đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Và chính mức độ phủ sóng của nó đã thúc đẩy những cuộc thảo luận ở khắp mọi ngóc ngách, từ nhà thờ, câu lạc bộ, các trường học, về vấn đề trái đất thực sự có đang bị chi phối hay không. Liệu sự thực về trái đất mà chúng ta đang sống có đen tối hơn những điều mà chúng ta vẫn biết hay không? Khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình khám phá những bí ẩn của mặt trăng và lịch sử của nó, những sự thật dường như sẽ được lột trần từng lớp một. Bạn sẽ chọn viên thuốc màu đỏ để khám phá ra toàn bộ sự thật cho dù nó khủng khiếp vô cùng, hay viên thuốc màu xanh để tiếp tục cuộc sống êm đềm hiện tại? David Icke đã có câu nói rằng, loại kiểm soát tốt nhất là loại mà chúng ta không thể thấy. Đó là một nhà tù không có song sắt. Cấu tạo hoàn hảo, khối lượng nhẹ, những vật chất kiến trúc nhân tạo được tìm thấy cùng với những cấu trúc trên mặt trăng có lẽ đã đủ khiến chúng ta ngạc nhiên về hành tinh vệ tinh vốn tưởng là hoàn toàn tự nhiên của trái đất này. Tuy nhiên mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó. Chắc chắn rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà nghiên cứu đều đồng thời nhắc đến vấn đề mặt trăng nhân tạo. Liệu có thế lực nào đang âm thầm theo dõi cuộc sống của con người hay không? Nếu mặt trăng không phải là vệ tinh tự nhiên, tại sao nó lại được đặt ở đó? Liệu mặt trăng có phải là một song sắt vô hình mà một ai đó đã tạo ra cho trái đất hay không? Chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian một chút, trở về với quá khứ để tìm hiểu những truyền thuyết gắn liền với mặt trăng. Không phải bỗng nhiên mà mặt trăng với thứ ánh sáng dịu nhẹ lại được gắn liền với những câu chuyện kỳ lạ có phần đáng sợ. Trái với hình ảnh chị hàng chú quậy ở các nước châu Á, mặt trăng ở các nước phương Tây thường gắn liền với hình ảnh người sói. Vào những đêm trăng tròn, những con người bình thường sẽ biến thành những loài động vật gớm ghiếc đầy lông lá, có mình người đầu sói. Do đó, vào thế kỷ 16, mặt trăng là thứ gợi lên những hành vi quái đản, lập dị của con người. Hiệu ứng mặt trăng là mối tương quan chưa được chứng minh giữa các giai đoạn cụ thể của chu kỳ mặt trăng, khoảng 29,5 ngày, và hành vi cũng như thay đổi sinh lý ở các sinh vật sống trên trái đất, bao gồm cả con người. Trong một số trường hợp, hiệu ứng có mục đích có thể phụ thuộc vào các dấu hiệu bên ngoài, chẳng hạn như lượng ánh trăng. Trong các trường hợp khác, chẳng hạn như chu kỳ kinh nguyệt xấp xỉ hàng tháng ở người, sự trùng hợp về thời gian phản ánh không có ảnh hưởng nào của mặt trăng. Một số lượng đáng kể các nghiên cứu đã xem xét ảnh hưởng đối với con người. Vào cuối những năm 1980, đã có ít nhất 40 nghiên cứu được công bố về mối liên hệ có chủ đích giữa mặt trăng với tỷ lệ mất trí. Bên cạnh đó, có ít nhất 20 nghiên cứu đã công bố mối liên hệ có chủ đích giữa mặt trăng và tỷ lệ sinh. Điều này đã cho phép tạo ra một số đánh giá và phân tích tài liệu sâu rộng, vốn không tìm thấy mối tương quan nào giữa chu kỳ mặt trăng và sinh học hoặc hành vi của con người. Rõ ràng, có rất nhiều bằng chứng đã được đưa ra chứng minh tác động của mặt trăng đối với con người. Từ các thế kỷ trước, có không ít nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian trăng tròn sẽ gia tăng hành vi bạo lực của con người, từ đó dẫn đến sự hình thành của người sói trong truyền thuyết. Một nghiên cứu kéo dài 4 năm, kết thúc vào năm 1982, đã được công bố trên trang web của Viện Y tế Quốc tế cho thấy sự gia tăng đáng kể của tỷ lệ tội phạm trong mỗi lần trăng tròn. Một sĩ quan cảnh sát chịu trách nhiệm về trật tự ở Hoa Kỳ đã khẳng định rằng, từ kinh nghiệm 19 năm làm cảnh sát của tôi, chắc chắn là vào những ngày trăng tròn, chúng tôi dường như bắt gặp những người có hành vi kỳ lạ hay cãi vã hơn. Bây giờ, chúng ta hãy thử nhìn thẳng vào cái cách mà mặt trăng đã và đang ảnh hưởng đến cuộc sống của con người từ xưa đến nay. Trước hết, nó tác động lên các dòng chảy của nước trên trái đất này và tạo ra thứ mà chúng ta vẫn thường gọi là thủy triều. Nếu khoảng 60-75% cơ thể con người là nước, thì làm thế nào mà chúng ta có thể trở thành ngoại lệ trước tác động của mặt trăng cơ chứ? Trên thực tế, mỗi người phụ nữ có kinh nguyệt đều có chu kỳ giống như chu kỳ trăng. Điều đó cho thấy rằng họ đang chịu ảnh hưởng của mặt trăng hàng ngày. Ngoài ra, trăng tròn còn làm thay đổi sức căng bề mặt nước. Các bác sĩ phẫu thuật dường như cũng lờ mờ nhận ra điều này
khi nhận thấy những bệnh nhân sẽ dễ bị chảy máu hơn nếu được mổ trong thời gian trăng tròn. Thêm vào đó, trăng còn có tác dụng là nguồn ánh sáng chính vào ban đêm. Để cân bằng thể chất và tối ưu hóa cảm xúc bộ não, chúng ta cần cả ánh sáng lẫn bóng tối. Ánh sáng sẽ kích thích sản xuất serotonin, giúp con người cảm thấy hạnh phúc và có động lực. Còn bóng tối sẽ giúp sản sinh ra melatonin, tạo nên những giấc ngủ và giấc mơ cho con người. Melatonin đồng thời cũng là chất kích thích tuyến tùng sản xuất ra DMT, thường được biết đến là một chất xúc tác, tạo nên sự thức tỉnh và tiến hóa tiềm thức của con người. Khi trăng tròn, độ chiếu sáng dĩ nhiên lớn hơn hẳn khi trời tối, và nó sẽ ức chế việc não bộ con người sản xuất melatonin. Tất nhiên điều này sẽ dẫn tới việc bạn khó đi vào giấc ngủ hơn bình thường. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến hạnh phúc và tình cảm của chúng ta. Những nghiên cứu cho thấy rằng, đối với những cá nhân có sự nhạy cảm nhất định, ví dụ như bệnh nhân động kinh hoặc lưỡng cực, thiếu ngủ, sẽ tăng tỷ lệ co giật và tạo ra những hậu quả trầm trọng. Mặc dù đây đều là những ví dụ quá rõ ràng, nhưng mặt trăng thực sự ảnh hưởng nhiều hơn đến cuộc sống của chúng ta. Một nghiên cứu cũng được xuất bản trên tạp chí y tế quốc tế ít được biết đến hơn vào năm 2016 đã chỉ ra rằng mặt trăng có ảnh hưởng rất lớn đến hệ thần kinh nội tiết. Nghiên cứu này ví mặt trăng như một chiếc đồng hồ của bộ não kiểm soát sự phát triển và già đi của con người. Mặt trăng có thể gây ảnh hưởng đến cả nhận thức lẫn thể chất của con người thật sao? Nếu mặt trăng không phải là vệ tinh tự nhiên mà là một vệ tinh rỗng, thì việc chúng ảnh hưởng đến cuộc sống con người là hoàn toàn có chủ đích. Vậy ai là người đang sinh sống và điều khiển vệ tinh nhân tạo này? Lý do họ làm vậy là nhằm mục đích gì? Để trả lời cho câu hỏi trên, có lẽ chúng ta phải bắt đầu lục lại những miền ký ức xa thẳm nhất của nhân loại, những trí tuệ tâm linh cổ xưa. Trong vô số những văn bản tâm linh cổ đại, có không ít bằng chứng nhắc đến các thực thể bò sát độc ác, có hình người nhưng lại khác hoàn toàn với con người. Ma quỷ trong Kitô giáo, Nagas trong Ấn Độ giáo hay Jin trong Hồi giáo đều được miêu tả tương đối giống một loài thân người đầu thú đáng sợ. Tưởng chừng chỉ tồn tại trong những câu chuyện truyền thuyết mang đậm màu sắc tôn giáo, nhưng những sinh vật huyền bí có tần số thấp này cũng đã được các tác giả hiện đại miêu tả. Ví dụ như Eckhart Tolle, nhà tâm linh nổi tiếng thế giới với những bộ sách nổi tiếng, đã gọi những loài ma quỷ đó là nỗi đau đớn của con người. Những thực thể đó có lẽ được giải thích và miêu tả kỹ lưỡng nhất trong các văn bản thiêng liêng mang tên Phúc Âm Ngộ Đạo. Cuốn sách này đã bị cấm lưu hành vào năm 300 trước Công Nguyên và bị thay thế bằng những cuốn phúc âm khác. Nó chẳng phải là thứ được chỉnh sửa để tạo nên kinh thánh mà chúng ta vẫn biết, do đó dần bị rơi vào quyền lãng. Tương truyền, những cuốn sách Phúc Âm Ngộ Đạo đã được cất giữ trong một hang động ở Hammadi, Ai Cập trong gần 2.000 năm trước khi chúng bị phát hiện vào năm 1945. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, tới 1/5 bản thảo này dành để thảo luận về những thực thể đen tối không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Phúc Âm Ngộ Đạo gọi chúng là những sinh vật đa chiều trong không gian. Đó là những sinh vật có sự sống kéo dài, thậm chí là vĩnh viễn, chuyên dụ dỗ con người để chúng ta dần đánh mất nhận thức về bản chất thiêng liêng lẫn bản ngã của mình. Chúng nuôi dưỡng năng lượng sống từ những cảm xúc tiêu cực do con người tạo ra theo đúng nghĩa đen. Theo Phúc Âm Ngộ Đạo của Philip, loài ma cà rồng tồn tại dựa trên sự thiếu hiểu biết của con người, chứ chẳng phải là sự sợ hãi. Đối với chúng, thiếu hiểu biết chính là mẹ của mọi tội ác. Chừng nào con người còn mơ hồ về thần tính của chính mình, thì những sinh vật tà ác vẫn sẽ tồn tại trong cơ thể của chúng ta như những sát thủ âm thầm. Những con ký sinh trùng đó dần dần sẽ gặm nhấm mọi năng lượng sống của con người, chiếm đoạt và điều khiển bộ não của con người. Viễn cảnh này giống hệt như những gì mà chúng ta đã chứng kiến khi nhân vật Neo tỉnh dậy sau khi uống viên thuốc sự thật trong bộ phim Ma Trận. Tại sao con người lại có thể nóng nảy rồi cư xử với nhau hung hăng như vậy? Vào năm 1957, nhà khoa học Paul MacLean đã công bố công trình nghiên cứu của mình về 3 phần của bộ não. Ông đã đặt tên cho phần sâu nhất trong não bộ của chúng ta là amygdala. Nó là một trong hai nhóm nhân hình quả hạnh nằm sâu trong thủy thái dương, là vùng trung gian với vùng dưới đồi và tiếp giáp với đồi thị, thái dương của não thất bên. Điều gây bất ngờ ở đây là cấu tạo của vùng này giống hệt như cấu trúc của loài bò sát. Amygdala kiểm soát các chức năng quan trọng của cơ thể chúng ta, dẫn tới những phản ứng của cơ thể đối với nỗi sợ hãi. Đây đồng thời cũng là phần não chịu trách nhiệm cho các hành vi gây hấn và bạo lực của con người.
Con người đang đạt tới trạng thái sinh tồn cân bằng và hiệu quả giống như nhà nghiên cứu vũ trụ học nổi tiếng Carl Sagan. Theo ông, bộ não của loài người giống hệt như não của một con cá sấu. Điều này dẫn đến hệ quả là khi con người bị xâm chiếm lãnh thổ hay bị thách thức, chúng ta sẽ lao vào cơn thịnh nộ. Do đó trạng thái cân bằng mà con người đạt được vô cùng mỏng manh. Sagan đã không ít lần cảnh báo nhân loại về kẻ thù tồn tại trong chính bản thân mỗi con người. Và các chính trị gia thì lại cho rằng đó là những hành động kích động bạo lực và xâm lược, mất lòng tin và chiến tranh. Vì vậy, nếu phần não có cấu tạo giống bò sát của con người được kích hoạt nhiều hơn, thì chúng ta sẽ càng trở nên hung hăng và cảm tính hơn. Con người trong trạng thái này sẽ dễ dàng bị thao túng tâm lý hơn. Theo những thông tin trên, chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng, dù không có sự chiếm hữu của các loài sinh vật kỳ lạ, tâm trí của con người vẫn có thể bị đốt cháy, dẫn đến những hành động man dợ và bạo lực. Những sự thật bất ngờ ngoài sức tưởng tượng có lẽ là từ kích thích bộ não một cách hiệu quả nhất. Sự thật sẽ dẫn đến những mảnh vỡ trong tâm trí và khiến bạn phát điên. Vì vậy, nếu thực sự bộ não nguyên thủy của chúng ta đang bị thao túng bởi những sinh vật đa chiều kỳ lạ, thì tại sao chúng ta lại chẳng thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường? Để trả lời câu hỏi này, hãy đến với khoảnh khắc mà mặt trăng xuất hiện. Nếu bạn đã từng nhìn thấy một nhà thôi miên trên sân khấu, bạn sẽ thấy rằng những khán giả ngồi xung quanh chẳng thấy người nào đang đứng trước mặt họ, dù cho những người ngồi bên dưới có thể nhìn thấy được. Đây thực sự là một sự kiểm soát về tâm trí, mặc dù đối tượng bị thôi miên đã đồng ý cho việc này xảy ra. Nếu điều này có thể hiệu quả với một hay vài cá nhân riêng biệt, thì liệu nó ảnh hưởng như thế nào đến một tập thể ở quy mô lớn hơn? Sự sống là một thành phần cơ bản cấu thành đến vũ trụ. Và vũ trụ thì luôn tồn tại những hạt photon. Hãy tưởng tượng một trục của ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu qua cửa sổ. Theo vật lý lượng tử, chùm tia này được tạo thành từ các mảng ánh sáng nhỏ, gọi là photon, truyền trong không khí. Photon là những hạt lượng tử nhỏ nhất luôn chuyển động. Mỗi cá thể sống trong chúng ta là một tập hợp các hạt photon. Chúng ta có thể cùng nhìn thấy thế giới bên ngoài giống nhau, nhưng lại có những cảm nhận khác nhau về cuộc sống thông qua các giác quan trên cơ thể. Não chuyển đổi thông tin mà con người tiếp nhận từ bên ngoài thành thông tin điện. Mỗi bộ não sau đó sẽ giải mã các thông tin điện theo từng chương trình thần kinh riêng biệt. Các nhà thôi miên đã đặt một vật ngăn chặn việc não chuyển thông tin tiếp nhận thành thông tin điện trong não những người bị thôi miên. Từ đó, ngăn bộ não tồn tại ý thức của họ tiếp cận với những thông tin bên ngoài. Nếu chúng đang sống trong một chương trình được viết sẵn, những nhà thôi miên chẳng khác gì những lập trình viên cả. Vì vậy, khi những photon truyền vào hệ mặt trời của chúng ta từ nhiều nơi khác trong thiên hà, đường đi của chúng sẽ bị uốn cong bởi từ trường của mặt trời và trái đất. Tuy nhiên, dưới tác động của mặt trăng, những hạt photon phản xạ toàn bộ phổ năng lượng điện tử, thậm chí gây ra nhiệt độ cực cao lên đến 200 độ. David Icke tin rằng, mặt trăng giống như một bức tường lửa trên Internet, ngăn chặn một số hạt lượng từ photon đến từ dải ngân hà tiếp cận trái đất. Mặt trăng dường như là rào cản khiến những bức sóng tần số cao bị hủy bỏ. Chỉ những bức sóng mang tần số thấp mới đến được hành tinh của chúng ta. Và những bức sóng này chính là thứ duy trì trạng thái tiêu cực và phẫn nộ tồn tại trong mỗi cá thể con người. Như những người ngộ đạo đã nói rằng, sự thiếu hiểu biết sẽ gây ra rất nhiều hậu quả khó lường. Nó là mẹ của mọi tội ác. Năng lượng điện tử tương tự đến từ mặt trời chẳng khác nào một bộ wifi tổng cho những cá thể sống trên hành tinh của chúng ta. Các giác quan của con người chuyển đổi thông tin tiếp nhận thành thông tin thực tế ở trong não, như cách máy tính thể hiện các chương trình của nó trên màn hình. Và các nhà khoa học tin rằng, dường như mặt trăng đã được đặt vào tường lửa thông tin của con người, làm trạch sóng những tần số góp phần mở rộng nhận thức của con người. Thay vào đó, mặt trăng đang truyền đến một tần số khiến chúng ta tập trung vào một dải nhận thức hẹp được định sẵn. Điều đó có đồng nghĩa với việc tầm hiểu biết của con người đang bị hạn chế trong một khuôn khổ nhất định hay không? Nói một cách dễ hiểu, cách mặt trăng đang khống chế con người chẳng khác nào việc nhiều chính phủ trên thế giới đang thực hiện. Ví dụ như chính phủ Trung Quốc đang chặn một lượng lớn thông tin mà dân chúng của họ có thể tiếp cận qua Internet. Bạn sẽ chẳng thể nào tìm kiếm được những thông tin được cho là làm ảnh hưởng đến quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãy thử tra cứu vụ đàn áp rúng động thế giới ở quảng trường Tiananmen mà xem. Đó là một trong những vụ việc đẫm máu nhất diễn ra trong thế kỷ 20. Và bạn vẫn đang đọc được những thông tin về sự kiện đó đúng không? Còn những người dân Trung Quốc thì không. Họ sẽ chẳng thể tìm kiếm được bất cứ thông tin gì về sự kiện Tiananmen thông qua mạng Internet cả.
Have you guys ever seen this image before of this man yeah, on the tanks? Yeah, we have seen this video. Thứ mà người dân Trung Quốc tìm thấy chỉ là những hình ảnh hạnh phúc, bình yên của con người tại Thiên An Môn mà thôi. Để sự đổ máu không xảy ra trên lãnh thổ một lần nữa, chính phủ Tập Cận Bình đang chọn cách duy trì sự kiểm soát tuyệt đối của nhà nước đối với những thông tin trên mạng Internet. Trở lại với câu chuyện của chúng ta, liệu rằng mặt trăng có phải là công cụ của một thế lực nào đó bên ngoài vũ trụ đặt vào quỹ đạo của trái đất để kiểm soát sự sống của chúng ta hay không? Nghe thật điên rồ, nhưng Trung Quốc đang không ngừng thử nghiệm để tạo ra một mặt trăng nhân tạo cho riêng mình. Trọng lực trên mặt trăng chỉ bằng khoảng 1/6 so với trọng lực trái đất. Nếu thả một viên đá vào mặt trăng, nó sẽ rơi chậm hơn. Nếu bạn có cân nặng 68kg trên trái đất, thì bạn sẽ nặng khoảng 11kg trên mặt trăng. Theo SCMP, Trung Quốc đang xây dựng một cơ sở nghiên cứu mô phỏng môi trường trọng lực thấp của mặt trăng nhằm cạnh tranh với Mỹ trong cuộc chạy đua không gian vũ trụ. Cơ sở này được cho là mặt trăng nhân tạo của Trung Quốc, lấy cảm hứng từ thí nghiệm sử dụng nam châm để làm ếch bay lơ lửng, và nhiều khả năng sẽ là môi trường mô phỏng trọng lực trên mặt trăng đầu tiên trên thế giới. Li Rilin, nhà khoa học tại Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc cho biết, hệ thống mô phỏng của cơ sở này có thể làm cho lực hấp dẫn biến mất, thậm chí có thể kéo dài bao lâu tùy thích, chứ không chỉ đạt hiệu ứng nhất thời như khi con người ở trên máy bay. Để làm được điều này, hệ thống sử dụng từ trường rất mạnh để từ hóa và tạo ra trọng lực thấp, chỉ bằng 1/6 trọng lực của trái đất. Nằm ở trung tâm của cơ sở là buồng chân không chứa một mặt trăng cỡ nhỏ có đường kính 60cm. Cảnh quan mặt trăng nhân tạo cũng được tạo thành từ đá và bụi nhẹ để tạo cảm giác giống như người trải nghiệm đang ở trên mặt trăng thật. Theo chia sẻ của ông Li, cơ sở sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các sứ mệnh lên mặt trăng trong tương lai của Trung Quốc, bao gồm cả việc xây dựng cơ sở hạ tầng lên mặt trăng. Ông cho biết, hệ thống sẽ cho phép các nhà khoa học thử nghiệm thiết bị và có khả năng ngăn chặn những tính toán sai lầm tốn kém trong một mô phỏng môi trường mặt trăng khắc nghiệt, nơi đá và bụi có thể hoạt động theo một cách hoàn toàn khác so với trái đất. Thiết bị mô phỏng mặt trăng cũng có thể được sử dụng để kiểm tra xem liệu các công nghệ mới như in 3D có thể được sử dụng để xây dựng các công trình trên bề mặt mặt trăng hay không. Điều này giúp đánh giá khả năng thiết lập khu định cư lâu dài cho con người, bao gồm vấn đề như mặt đất hấp thụ nhiệt tốt tới mức nào. Đây được xem là một nỗ lực tiếp theo của Trung Quốc nhằm dẫn đầu trong cuộc chạy đua không gian quốc tế với Mỹ. Trước đó, chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc đã hạ cánh thành công một tàu thăm dò ở vùng tối của mặt trăng vào năm 2019 và năm 2020, mang các mẫu đá trở về trái đất lần đầu tiên sau 44 năm. Thành tựu này bắt đầu từ một thí nghiệm hài hước được thực hiện vào năm 1997 với việc sử dụng các vòng nam châm để nâng một con ếch lơ lửng trong không trung. Theo đó, lực từ được tác dụng bởi một nam châm điện, một cuộn dây trong đó có dòng điện chạy qua. Thông thường, con ếch không có từ tính, nhưng khi đặt nó trong từ trường của nam châm điện, thì nó cũng trở thành một nam châm yếu. Đây là hiện tượng trong vật lý gọi là sự nghịch từ cảm ứng. Theo đó, lực từ đã đẩy con ếch lên khỏi mặt đất. Do trước đó, các nhà khoa học đã tính toán lực từ cân bằng với trọng lượng, nên con ếch nằm ở trạng thái cân bằng và có thể lơ lửng trong không trung. Theo nhà khoa học Andrei Gim, lực nâng nghịch từ hay còn gọi là lực từ vốn rất yếu, nên hàng ngày chúng ta chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của nó. Thế nhưng khi lực từ được nâng lên để cân bằng với trọng lực, nó sẽ tạo ra những môi trường đáng kinh ngạc. Trong suốt thời gian nghiên cứu, Gim không chỉ làm thí nghiệm với con ếch mà còn biểu diễn với những vật khác nữa. Ban đầu chỉ có đồng nghiệp và học trò đến xem trò vui, sau đó thì quan khách các nơi cũng tò mò kéo đi xem. Trên thực tế, Burry và Gim không phải là những người đầu tiên khám phá ra lực nâng nghịch từ. Vào năm 1991, hai nhà vật lý người Pháp là Eric Belgin và Robert Tournier đã công bố một bài báo trên tạp chí Nature nói về lực nâng nghịch từ của một vài chất hữu cơ và graphite. Vậy, nếu thí nghiệm về mặt trăng nhân tạo thành công, bầu trời đêm ở Trung Quốc sẽ sáng gấp 10 lần so với hiện tại. Những ý tưởng về mặt trăng nghe thật phi lý, nhưng nó đã được tác giả thần học Barbara Markiniak khẳng định một cách chắc chắn. Theo bà, chứng điên loạn và chảy máu dưới tác động của trăng tròn là hoàn toàn có thật. Mặt trăng là một máy tính điện tử rất mạnh và nó đã làm hạn chế rất nhiều các chương trình của con người trên hành tinh này. Năng lượng từ mặt trăng đã truyền các tần số điện tử xuống trái đất qua nhiều thời đại.
Mặt trăng là một vệ tinh được chế tạo và neo đậu bên ngoài trái đất. Bầu khí quyển giống như một thiết bị trung gian giám sát của một siêu máy tính. Bằng cách nào đó, vệ tinh mang tên mặt trăng đang tác động lớn đến trái đất theo một chu kỳ lặp đi lặp lại. Nếu đúng như những điều mà Barbara đã nói, thì có vẻ như những kẻ thực sự sở hữu trái đất đang ẩn mình phía sau mặt trăng kia. Tất cả những tiến bộ của công nghệ, tiến hóa của con người có vẻ đều được sắp đặt, khống chế và theo dõi bằng một vệ tinh mang tên mặt trăng. Và rõ ràng đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng trăng tròn không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến con người mà nó còn ảnh hưởng tới các loài động vật và thực vật. Theo hai nhà khoa học là G.I. Gurdjieff và Madame Blavatsky, mọi thứ sống trên trái đất, bất kể là con người, động vật hay thực vật, đều là thức ăn của mặt trăng. Mặt trăng là một sinh vật khổng lồ nuôi dưỡng tất cả những gì sống và phát triển trên trái đất. Cả hai đều đồng ý rằng mặt trăng đang hút các dạng sống của trái đất. Năm 2000, một nghiên cứu khoa học về mối quan hệ giữa trăng tròn và động vật đã được thực hiện ở Vương quốc Anh. Báo cáo nghiên cứu đó đã chỉ ra rằng mối liên hệ giữa trăng tròn và sự gia tăng đáng kể các vết cắn của động vật đối với con người là hoàn toàn có thật trên thực tế. Những bệnh nhân tìm đến bệnh viện bởi các vết thương do động vật cắn đã gia tăng đáng kể vào thời điểm trăng tròn trong giai đoạn 1997-1999. Nghiên cứu kết luận rằng động vật có xu hướng cắn người nhiều hơn trong thời kỳ trăng tròn. Vào năm 2014, một nhà vật lý học và thiên văn học đã công bố đoạn video mình theo dõi mặt trăng từ trái đất thông qua kính thiên văn. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy năng lượng nhiệt bao quanh mặt trăng như từng lớp sóng đi ngang qua bề mặt của nó. Vài tháng sau đó, rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu về lớp sóng nhiệt này. Và nhận ra rằng, lớp sóng này được duy trì liên tục bất cứ khi nào mà họ tiến hành quan sát mặt trăng. Không ít nhà khoa học đã đi đến một kết luận không tưởng rằng mặt trăng thực chất chỉ là một hình chiếu 3 chiều trong không gian mà thôi. Vậy có điều gì đang bị che giấu đằng sau tất cả những dữ kiện này? Mặt trăng có vẻ chẳng đơn thuần chỉ là một tảng đá trong không gian, mà còn có rất nhiều câu chuyện ở đó. Đến cuối cùng, vẫn chẳng có bằng chứng thực tế nào về mặt trăng được công khai một cách rõ ràng, minh bạch. Tất thảy mọi sự kiện dường như chỉ là suy đoán một phía trong tâm trí của chúng ta mà thôi. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào? Bạn vẫn tin rằng mặt trăng chỉ đơn thuần là một vệ tinh tự nhiên như bao hành tinh khác trong hệ mặt trời? Hay tin rằng nó là một vệ tinh nhân tạo giống đang theo dõi cuộc sống của con người? Hãy thử tưởng tượng mà xem, việc bạn đang cuộn mình trong chăn, lắng nghe video của Vũ trụ Nguyên thủy, đang bị một thế lực bí ẩn nào đó giám sát từ trên cao thì sao nhỉ? Thật khó để tưởng tượng rằng mặt trăng đang giám sát chúng ta thay cho những giống loài có trí tuệ siêu việt hơn con người. Nhưng việc chúng khuếch đại sự giận dữ và thiếu kiểm soát của con người để ngăn chặn chúng ta phát triển lên cao hơn mới là điều không thể nào chấp nhận được. Vậy điều gì mới là sự thật? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Theo các nghiên cứu đánh giá của giới khoa học, có một thực tế đang diễn ra rằng khi bạn đang lắng nghe video này, mặt trăng đang từng chút chậm rãi di chuyển ra rất xa chúng ta. Hàng năm, mặt trăng lấy một số năng lượng quay tròn của trái đất và sử dụng nó để tự đẩy bản thân lên khoảng 4 cm, cao hơn so với quỹ đạo của nó. Các nhà nghiên cứu nói rằng khi nó hình thành khoảng 4,6 tỷ năm trước đây, mặt trăng nằm cách trái đất khoảng 22.530 km. Nhưng giờ đây, khoảng cách đó đã lên tới 450.000 km. Trong khi đó, tốc độ quay của trái đất đang chậm lại. Ngày mà chúng ta đang trải qua đang dài hơn. Lực hấp dẫn giữa hai hành tinh rất gần nhau này gây ra một hiện tượng gọi là bướu thủy triều. Bề mặt của cả hai hành tinh bị biến dạng bởi lực hấp dẫn, tạo thành một cái bướu hướng về phía hành tinh còn lại. Cuối cùng, các bướu thủy triều của hành tinh chúng ta sẽ kết hợp lại dọc theo một đường ảo chạy qua trung tâm của trái đất và mặt trăng. Sự thay đổi luân phiên hành tinh của chúng ta sẽ ngừng lại khá nhiều. Phải chăng, vệ tinh rỗng này đang đánh hơi được sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ mà con người làm chủ và lo sợ rằng mình bị phát hiện vào một ngày không xa? Tất cả những điều này thật khó để trả lời một cách chính xác. Mặt trăng nói riêng và vũ trụ nói chung vẫn đã, đang và sẽ luôn là một bí ẩn khổng lồ chờ đợi con người khai phá. Hy vọng video ngày hôm nay của chúng tôi đã mang tới cho bạn một chủ đề thú vị. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh Vũ trụ Nguyên thủy để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Việt Cường sẽ cùng các bạn khám phá từ bất ngờ này cho đến những bí ẩn khác. Còn bây giờ thay mặt ekip, xin chào và hẹn gặp lại.